Xin chào tất cả quý vị khán giả nhé. Chào mừng quý vị đến với kênh của mình. Lại là mình Leo đây. Hôm nay Leo sẽ tiếp tục hướng dẫn quý vị bài nhảy Rush Rush Pudding theo phong cách dân vũ thể thao. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng vào bài. Thì trong bài nhảy này chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 tổ hợp chính. Mỗi tổ hợp gồm 4 nhịp 8 và chỉ đi theo một hướng. Và bây giờ Leo sẽ nhảy trước tất cả các động tác để cho quý vị tiện theo dõi nha. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh để ủng hộ cho Leo làm những video mới hữu ích hơn nha. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Tổ hợp mở bài, tổ hợp số 1. Đếm 5, 6, 7, vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp số 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Tổ hợp số 3. Đếm 1, 2, 3 và 4 5, 6, 7 và 8 2, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 3, 2, 3 và 4 5, 6, 7 và 8 4, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 nhịp lẻ 1, 2, 3, 4. Tổ hợp số 4. 1, 2, 3, 4, quay 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Tổ hợp số 5. Tổ hợp chuyển đạn. Dậm chân 1, 2, 3, 4. Ok. Đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Thêm tay 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Và 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Một lịch đơn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hết. Và bây giờ xin mời quý vị vào phần hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 1. Tổ hợp số 1 thì ta sẽ có 4 lần 8 nhịp, được chưa? Động tác là trở về. Ok, đầu tiên là về chân, được chưa? Chúng ta sẽ đưa mũi chân phải ra 1. Xong rồi chúng ta bước lên trước chân trái 2, chân trái đưa mũi ra 3, bước lên trước chân phải 4, được chưa? 5, 6, 7, 8. Nhưng mà chúng ta bước lên vừa thôi nhé, kết hợp với tay. Tay thì chúng ta làm động tác là chúng ta vẩy tay xuống như này, được chưa? 1, 2, 3, 4 đúng không ạ? Nó động tác giống như các bạn cầm gọi là động tác gọi là vẩy rau thôi. Vẩy rau đúng không? 1, 2, 3, 4 đúng không ạ? Ok. Tay thì nhịp chân nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đúng không ạ? Ok, nè, mình làm cùng hướng này. 2, 3, tay vẩy rau, chân mũi ra này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thấy chưa ạ? 8 thì chúng ta thu cái chân trái về phía đằng sau và chúng ta trụ chân trái và kiễng cái mũi chân phải lên này, kiễng mũi chân phải lên được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ hông thì chúng ta sẽ đánh giật từ trên xuống dưới, đánh xuống dưới. 1 2 3 4 nó nghĩa là chúng ta treo hông lên, đẩy xuống dưới như này được không? Tay thì chúng ta làm giống cái hình mà chúng ta thành khẩu súng như này đúng không? Chúng ta chỉ bên trên này, chỉ bên dưới này, chỉ bên trên, chỉ bên dưới, 4 nhịp đầu nhá. Theo nhịp đánh hông một cái chỉ một cái này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, được chưa? 5, 6, 7, 8 thì chúng ta chỉ thẳng tay nhé. 5, 6, 7, 8 có nghĩa là kết hợp vào là 1,
2, 3, 4 chỉ thẳng, 5, 6, 7, 8. Được chưa ạ? Đi về thì chúng ta làm tương tự giống như đi trên. Được chưa? Lại chân phải ra, tay phẩy rau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được chưa? Tiếp tục đánh hông này. 1, 2, 3, 4. Được chỉ 5, 6, 7, 8. Đúng không ạ? Thì chúng ta đủ 4 nhịp 8. Được kết hợp vào là thành. Đếm này 2, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Rồi. Tiếp theo chuyển sang tổ hợp số 2. Tổ hợp số 2 chúng ta sẽ có là bước single này. Chân bước 1. 2, 3, 4, được chưa? 2 bước đơn và 1 bước kép, bước sang 5, 6, 7, 8. Chân trái cũng làm tương tự như vậy, tiếp tục 1, 2, 3, 4, 2 bước đơn và bước sang 5, 6, 7, 8. Kết hợp với tay này. Tay thì tay trái chống hông này, tay phải chúng ta dùng tay một ngón thôi, được chưa? Làm giống như cái hình khẩu súng ấy. Và chúng ta chỉ, thả, chỉ, thả, được chưa? Sẽ bước này, 1 chỉ này, 2 thả này, 3 chỉ này, 4 thả này. Tiếp theo này, 5, 6, 7, 8. Kết hợp với tay này, 2, 3, 1, 2. Cái này gọi là tay che mặt nhé. Tay che mặt các bạn nhé, tay như này. Đó. Tay chúng ta đưa lướt qua mặt như này. Đấy chưa? Hand, hand được chưa? Hand and face. Ok. 2, 3, 1, 2, 3, 4 này, được chưa? Tay này, 5, 6, 7, 8. Sang bên tay trái này, tiếp tục này. 2, 2, 3, 4. Tiếp tục 5, 6, 7, 8, câu 3, câu 4 lặp lại thôi, được chưa? 3, 2, 3, 4 chỉ này, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4 chỉ, 5, 6, 7, 8, ok. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tổ hợp số 3, tổ hợp điệp khúc, được chưa? Thì hai chân chúng ta mở rộng ra, hơn vai hoặc bằng vai một chút, được chưa? Chúng ta cứ làm động tác tay như này, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ chỉ sang bên phải, chỉ sang bên trái hai lần nhé. Chúng ta sẽ có nhịp đơn đơn kép này. 1 này, 2 này, kết hợp cái bên tay phải hai lần. 3 và 4, tiếp tục bên tay trái làm ngược lại. 5, 6 và tay trái hai lần. 7 và 8 nhé, mình làm này, kết hợp này. 1 này, 2 này, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Đi hai bước quả chám đi lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, được chưa? Đến câu số 3, số 4 lặp lại ở câu 1, 2 thôi, lại tiếp tục 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chú ý là nhịp này chúng ta đi 3 lần nhé. Một nhịp lẻ lẻ nữa là 1, 2, 3, 4, được chưa? Là kết thúc. Ok, tiếp theo đến tổ hợp số 4. Ok, chúng ta sẽ nhịp chân như vừa xong nhé, lại hai nhịp đơn một nhịp kép nhé, nhưng mà tay kết hợp với tay đánh theo chân này. 1 2 3 4 này, khi mà chúng ta đi ngang thì sẽ xoay tròn tay theo này. 5 6 7 8, các bạn xoay thế nào cho nhịp độ, khi mà sang bên này 8 là tay sang bên này vừa đủ nhá. Lần tay trái thì ngược lại luôn, lại 1 2 3 4 5 6 7 8. Chúng ta cứ xoay độ vài lần là tay sẽ quen thôi, được chưa? Đếm lại này. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Chúng ta cứ đi sang đi về hai lần thì chúng ta sẽ đủ là 4 nhịp 8, được chưa ạ? Ok. Rồi, đến đoạn chuyển đoạn. Đoạn chuyển đoạn thì rất là dễ thôi, được chưa ạ? Chúng ta sẽ chân chúng ta dậm vào tay đưa lên là đủ 8 nhịp. 1 2 3 4 5 6 7 8 tay phải. Tiếp tục chân trái tay trái. 1 3 4 5 6 7 8 tay trái. Xong rồi hai tay lại 1 2 3 4 5 6 7 8, được chưa? Đến 4 thì tiếp tục lại 1 2 tay này lên vai này, được chưa? 3 4 thì chú ý đây nó sẽ là 1 2 này, 3 4 này, 5 6 7 8. Sau đó chúng ta bước lên đi V step dễ rồi đúng không? 1 2 đi 4 lần 8 nhịp. 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 này, thêm tay này, tay đẩy theo chân này. 1 2 3 4 xuống dưới này, 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 và lặp lại động tác này. Đấy, một lần rồi chúng ta lại đi lại từ đầu. Ok. Rồi. Leo đã hướng dẫn xong bài nhảy và bây giờ
Lưu đừng xong bài nhảy và chúc tất cả các bạn có một bài nhảy thật là thành công nha.